Như chúng tôi đã đề cập, theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, chỉ tiêu cho 21 trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi trong đợt này chỉ gần 11.000. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ có gần 15.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển. Vâng, thưa quý vị, áp lực là rất lớn, song ghi nhận cho thấy nhiều thí sinh đã nhận được sự đồng hành và chia sẻ của phụ huynh tại kỳ thi quan trọng này. Cũng chính nhờ đó đã giúp cho các sĩ tử đã phần nào được giải tỏa áp lực tại kỳ thi quan trọng này. Hai ngày qua, tại các hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này trước cổng trường. Chở con đến trường thi, hầu hết phụ huynh đều nán lại, dõi theo con đến tận phòng thi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Song cũng cố gắng động viên các sĩ tử với mong muốn giảm áp lực cho con. Thì em cũng chỉ nói là cứ bình tĩnh làm bài thôi, thì kết quả tới đâu mình nhận tới đó chứ không cần phải áp lực, cũng không có áp đặt con nhiều lắm. Thì kết quả như thế nào thì mình nhận như thế đó thôi. Rõ ràng với xã hội ngày càng phát triển, nhận thức phụ huynh cũng đã thay đổi rất nhiều. Vào trường công lập không còn là con đường duy nhất. Thực tế hiện nay, hệ thống ngoài trường công lập trên địa bàn tỉnh phát triển rất mạnh về quy mô và chất lượng. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề cũng được nhiều phụ huynh, học sinh chọn trong những năm gần đây. Do vậy, nếu không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập cũng không phải là dấu chấm hết đối với các thí sinh. Xã hội phát triển thì rất nhiều là trường. Ví dụ như trường nghề chẳng hạn, có nhiều trường nghề thì các cháu học ra thì các cháu đã có việc làm ổn định, và quan trọng là ý thức của các bé trên con đường, mỗi con đường cháu chọn. Chứ mình không nhất thiết là phải ép cháu đi con đường nào, quan trọng là các cháu thích. Thì ở ngoài đây thấy cũng hồi hộp. Thì nguyện vọng của bố mẹ thì lúc nào cũng mong muốn con mình nó có được cái đạt được ước mơ, đạt được cái mong muốn của mình. Hè đã sang và kỳ thi đã kết thúc. Và với các bậc cha mẹ, chắc chắn ai cũng muốn thấy nụ cười của con mình và đạt được những gì mà con mong muốn. Cũng chính vì vậy mà trong chặng đường sắp tới, dù kết quả có ra sao, ba mẹ vẫn luôn là những người đồng hành, sẻ chia cùng các con trong mọi việc.